chúng ta đã cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Đây là một game show được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, chương trình Về Nhà Đi Ăn là một sân chơi dành cho tất cả chúng ta, và đặc biệt hơn hết là chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật cho tất cả mọi người những luật về an toàn giao thông để chúng ta có thể lưu thông trên đường một cách thuận lợi nhất, và đặc biệt là giữ an toàn cho bản thân và cho tất cả mọi người xung quanh. Quý vị thân mến, đây là một game show rất là thú vị, nhưng mà Minh Xu nghĩ rằng là sẽ không thể nào thiếu hai đội chơi. Họ sẽ đến đây và trải qua 4 vòng thi đấu. Vòng đầu tiên khởi động, vòng thứ hai hợp sức, vòng thứ ba vượt chướng ngại vật. Nếu như trải qua 3 vòng thi đấu này, đội nào có điểm số cao hơn, họ sẽ có cơ hội chinh phục giải thưởng rất là cao là 50 triệu đồng ở vòng cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Ăn. Và ngày hôm nay để xem hai đội chơi của chúng ta đã chuẩn bị tinh thần như thế nào nhé. Hãy cùng nhau gặp gỡ đội chơi đầu tiên, xin được giới thiệu Jason và bạn Lữ Vi. Xin mời. Gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Jason. Jason rất là vui khi hôm nay được tới đây để tham gia một chương trình về giao thông. Thứ nhất để gặp gỡ làm quen nhiều người mới, và thứ hai là Jason mong rằng mình có thể thêm hiểu biết về luật giao thông cũng như là những cái biển báo hơn. Dạ, còn em Vi, sao em? Em cũng tới đây để làm quen với lại chương trình, với lại học thêm một số biển báo về an toàn giao thông. Ê, anh hỏi nhỏ anh cái là hình như là mình chưa biết lái xe phải không? Dạ biết. Biết rồi sao mình tới đây phải học hỏi nữa? Học thêm về luật giao thông với lại mấy cái biển báo thì em hồi chưa có rành lắm. Chính xác, nói chung là chúng ta là có bằng lái xe rồi ha. Dạ. Cũng đã có di chuyển nha, giao thông ở trên đường rồi, nhưng mà chưa chắc gì biết hết tất cả những cái biển báo. Ở mỗi khu vực nó sẽ có những cái biển báo hoàn toàn khác nhau. Sao Jason, em có bằng lái được bao nhiêu năm rồi? Em có bằng lái từ tốt nghiệp cấp 3. Bằng lái xe gì em? Xe máy? Xe máy ạ. Còn xe ô tô thì sao? Trên đà để cố gắng học được bằng lái xe ô tô. Rồi, cố gắng nha. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau lái cái chiếc xe của mình để thi đấu cùng với đội chơi còn lại, và để xem đội chơi còn lại sẽ là những nhân vật như thế nào. Hãy cùng nhau chào đón gặp gỡ đội chơi gồm có hai thành viên Trương Thảo Nhi và người bạn chơi của cô ấy. Xin mời. Tiếp về ok rồi. Chào tất cả mọi người. Xin kính chào mọi người, mình tên là Lạc Âu Quang, mình hiện đang là diễn viên tự do và đây là người bạn đồng hành của mình trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trương Thảo Nhi. Xin chào anh Minh Sù, xin chào đội chơi bên cạnh, xin chào đội mình và chào tất cả các bạn lần nữa. Cái đội này thân thiện dễ sợ luôn. Hôm nay là đội chơi này người ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi về học hỏi, về kỹ năng hiện có. Bên mình có cái gì? Tụi em có niềm tin. Tụi em có niềm tin. Tụi em có niềm tin. Quan trọng lắm nha. Đúng, quan trọng. Đúng không? Chính xác. Còn em sao? Nếu như là Thảo Nhi có niềm tin thì ở em cũng có một cái sự tin tưởng người bạn đồng hành của mình ngày hôm nay. Trời ơi. Rồi cái đội này chắc là đội là niềm tin quá rồi, chiến thắng thôi thì tôi không biết, nhưng không, mà đội em đến đây là giống như là cởi ngựa xem quai. Cởi ngựa xem quai. Cởi ngựa xem quai. Cởi ngựa xem quai. Vậy đó, cho dù mình không được giải thưởng cao nhất nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm hơn về sự an toàn giao thông, cũng như có là một cái trải nghiệm mới về thông qua chương trình Về Nhà Đi Ăn. Và hai đội chơi ngày hôm nay họ đã sẵn sàng bước vào cuộc đấu Về Nhà Đi Ăn. Xin mời. Mỗi đội vô không? Lái xe về. Và hai đội chơi ngày hôm nay cũng đã về vị trí của mình rồi. Trước tiên thì mình đặt cái tên cho đội của mình nhé, để tất cả quý vị khán giả sẽ biết rõ hơn về đội của mình. Đầu tiên mời Jason và Lữ Vi. Sau một thời gian bàn luận thì bọn em đã đưa ra cái quyết định đặt tên cho đội của mình là SVDT. Là cái gì ạ? Là Sơn Vi Dễ Thương. Cái server tờ tờ là dễ thương đó, đúng không? Tại sao các bạn lại muốn lấy cái tên là dễ thương dành cho đội của mình? Em thấy hai đứa tụi em đứa nào cũng dễ thương mà. Anh không công nhận điều đó. Vâng, anh công nhận điều này. Một giáo tay cho đội SVDC. Đội thứ hai ạ, đội bên này dễ thương, rồi đội mình thì sao ạ? Còn đội của chúng em thì không mất nhiều thời gian để có thể suy nghĩ ra ngay một cái tên có tên là Đúng Luật. Đúng rồi. Hợp lý. Bởi vì sao nè, em giải thích cho. Bởi vì trong đội của em hai thành viên đầu tiên là em,
Em tự tin là mười mấy năm chạy xe em chưa bao giờ bị phạt, bởi vì em rất đúng luật nha. Yeah. Và chính vì vậy em rất tự hào em luôn đúng luật. Nhưng mà thành viên thứ hai nè. Đó, sao Nhi? Tại vì em tự hào về ảnh, em rất là tự hào về ảnh, cho nên rằng là em không dám tự hào về em. Bởi vì cái bằng lái xe của em bây giờ công an giữ bao nhiêu năm em chưa lấy nữa. Vậy túm gọn lại là hiện tại mình vẫn chưa lấy được cái bằng về em ha? Dạ đúng rồi. Rồi em cũng không quyết định là lái xe tiếp hay sao mà em không lấy bằng gì à? Bằng thì em có mà em không bao giờ lái xe. Bởi vì em chia sẻ thật luôn. Sang đúng không? Mình điều có xe tiên, ô tô. Đó. Đúng rồi, mình có xe ô tô mình nhưng mà... Mình có tài xế nữa. Đúng rồi, mình có tài xế. Quan trọng là anh thấy dừng lại với biết sao không? Em sợ công an. Em sợ công an. Tới bây giờ, từ cái lúc mà mấy anh công an bắt em tới bây giờ là gần 8 năm mà em đi ra đường em gặp lại anh đó, anh vẫn còn nhớ mặt luôn. Trời ơi, vậy là ấn tượng dữ lắm luôn á. Em ấn tượng. Hay quá Nhi, anh hy vọng rằng hôm nay cùng với đội của mình sẽ chơi rất ấn tượng trong cái chương trình ngày hôm nay nhé. Chính xác anh, bởi vì đội em sẽ có một câu chắc chắn như thế này. Dù ai đi ngược về xuôi, mình cứ đúng luật về nhà đi ăn. Hay. Không lẽ bên đây đã gieo một câu đối thơ, bên mình không đáp lại, mời em. Em không có giỏi làm thơ cho lắm. Bây giờ làm thơ tự do cũng được. Anh làm trước nha. Đi đúng nơi, về đúng điểm. Mời em tiếp tục. Sơn giúp tôi. Cho em thiếu được không anh? Nợ tới cuối chương trình. Đúng chưa? Tham gia trò chơi xong có kinh nghiệm rồi mình sẽ làm thơ mình trả lại cho anh Minh Sùng sau. Ok. Yeah. Quý vị thân mến, hai đội chơi ngày hôm nay họ sẽ bước vào những vòng thi đấu rất là căng thẳng, cam go nhưng đầy thú vị của chương trình Về Nhà Đi Anh. Vòng đầu tiên mang tên Khởi Động, xin mời. Quý vị thân mến, vòng đầu tiên của chúng tôi mang tên là Khởi Động sẽ có những thử thách nhẹ nhẹ cho hai đội chơi ngày hôm nay mà thôi. Luật chơi vòng 1, Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có hai lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Ở mỗi lượt chơi, hai người chơi sẽ bấm chuông một lần duy nhất để giành quyền ưu tiên trả lời tên biển báo đầu tiên. Sau đó, hai người chơi sẽ luân phiên để trả lời tên của chính biển báo còn lại. Một câu trả lời đúng được 1 điểm. Bây giờ là chúng ta xác định đi, nam hay nữ sẽ thi trước ạ? Để em chơi trước cho, tại em dở mấy năm thôi, để em làm trước có gì ảnh cứu em, cho ảnh đúng luật lắm, cho em lúc nào cũng sai. Lần đầu tiên là Trương Thảo Nhi cùng với... Vi nha. Chắc chắn rồi, Lữ Vi. Ok, mời hai chàng trai qua đây ạ. Hai cô gái thân mến, không gì là căng thẳng cả, chúng ta cứ thoải mái thôi để nhìn 10 biển báo đầu tiên dành cho mình nhé. Và bây giờ, thời gian dành cho hai cô gái tham gia lượt một vòng khởi động, bắt đầu, xin mời. Ai sẽ là người nhấn chuông đầu tiên? Rồi, mời Vi. Cái này là biển báo cho phép người đi bộ qua đường. Cho phép người đi bộ qua đường. Và đây là đáp án. Chính xác, chúc mừng. Biển báo của chúng ta mang tên là biển báo người đi bộ sang ngang. Mà nó cũng gần nghĩa với cái câu trả lời của em. Cho nên là chúng tôi xác định đây là câu trả lời hoàn toàn chính xác. Nhi, cố lên em. Tiếp tục. Mời Trương Thảo Nhi. Em đoán cái này là biển người đi bộ cắt ngang. Em có thể giải thích luôn vì sao em lại có lập luận này? Theo những gì em biết á, là viền đỏ mà nền vàng á, hình như là cấm. Nhưng mà thấy người đi bộ rồi xong những cái vệt cắt thì em đoán vậy đó. Ủa, thông minh anh. Thông minh. Anh ơi, em phải suy nghĩ dữ lắm đó. Đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Tên chính thức của nó là biển báo đường người đi bộ cắt ngang. Có vẻ hai cô gái khá là ngang tài ngang sức. Để xem lượt tiếp theo của bạn Vi như thế nào nhá. Xin mời. Rồi, mời em trả lời. Cái này chắc là cấm xe chạy. Cấm xe chạy gì? Có 10% kìa. Cái đó là tốc độ thì em biết mà nó 10%. Cái tự nhiên em nín luôn rồi. Có một cái gì kia. Cái đó là cái dốc đi lên đúng không anh? 5 4 3 2 Đại đi 1 Mất lượt. Xin mời Trương Thảo Nhi. Em nghĩ thôi nha. Ừ. Cảnh báo nguy hiểm giống như kiểu là đường có tuột dốc tầm 10%. Cảnh báo nguy hiểm đường có tuột dốc 10%. Và đây là đáp án gần đúng. Cho nên là chúng tôi xác định hoàn toàn hợp lý. Chúc mừng. Đáp án chính xác của chương trình là biển báo dốc xuống nguy hiểm. Chúc mừng Trương Hữu Nhi đã có thêm 1 điểm nữa. Tiếp tục Trương Hữu Nhi.
Mời em. Được phép quay đầu. Được phép quay đầu. Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo chỗ quay xe. Và bây giờ lượt chơi tiếp theo thuộc về Lữ Vi. Xin mời. Cái này là biển báo báo cho người ta biết là phía trước là sông, là nước, cho nên là không có đi tới cái hướng đó. Nó giống như là hẻm cục vậy á, nhưng mà nó là sông, ở dưới nó là sông. Dạ. Nguy hiểm. Báo không có đi hiệu, theo cái đường đó. Báo hiệu nguy hiểm ở phía trước là có sông. Sông. Đúng rồi. Dạ. Đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Hợp lý ha. Biển báo kè vực sâu phía trước. Và giống như chúng ta phân tích thôi thì chúng ta cũng đã dễ dàng nói ra được đáp án chính xác rồi. Một điểm dành cho Lữ Vi. Và bây giờ sẽ là lượt chơi tiếp theo. Xin mời Trương Hảo Nhi. Trả lời đi em. Cái này chắc chắn không phải là cấm rồi. Cái này là chắc là được phép. Được phép làm gì? Được phép cua đầu. Cua đầu. Được phép cua đầu. Cua ở dưới cầu á. Cua ở dưới cầu á. Được phép cua đầu ở dưới cầu. Nghe nó có vần hơn anh hiểu không? Nghe nó khó quá. Đây là đáp án chưa chính xác. Mời Lữ Vi. Thì được phép đi thẳng với lại được phép cua ngược lại. Cua ngược lại. Cua sen ngược lại. Đó là đáp án của Vi. Và đây là đáp án. Khác gì đâu. Em hiểu rồi. Không chính xác. Nhiều vậy bạn. Chúng tôi giải mã luôn nhá. Xin mời. Đây là biển báo tuyến đường cầu vượt cắt qua. Không, mình nhìn mình thấy là có cái cầu vượt đúng không? Nhưng mà là cắt qua. Rất tiếc cho hai cô gái. Tiếp tục. Lữ Vi. Biển báo này là cái khuôn đường đó là chỉ được phép xe đạp và xe ngựa với lại xe đạp đi được thôi. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Biển báo dành cho xe thô sơ em nhá. Hình như là những cái biển báo này anh thấy là nó sẽ xuất hiện nhiều ở những cái khu vực xa thành phố Hồ Chí Minh hơn. Dạ đúng rồi. Là còn có những nơi là có làng nè, hoặc là có những cái con đường đất nè để cho xe thô sơ di chuyển. Tiếp tục nào, xin mời Trương Hảo Nhi. Dễ. Em nghĩ là cấm xe nào có kích thước quá 3 mét. Kích thước quá 3 mét, đây là một đáp án chưa chính xác. Mời Lữ Vi. Theo em thì em không có nghĩ bản này là bản cấm. Bản này là bản thông báo cho người đi đường biết là cái cung đường đó là nó rộng cỡ chỉ có 3 mét thôi. Biển báo khung đường đó chỉ có chiều ngang là 3 mét thôi. Là nó hẹp á, nó bị hẹp á. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Dễ mà, Nhi thấy không? Nó có hai cái dấu mũi tên màu đen á, là nó hạn chế lại cái đó. Biển báo hạn chế chiều ngang. Tiếp tục nào, mời Lữ Vi. Nhưng mà em chưa nghĩ ra là mũi tên đi lên đi xuống có một cái gì đó, chướng ngại vật gì đó ở giữa. 5 4 3. Nó là mũi tàu phải không? 2 1. Hết giờ. Thế em Nhi. Cái này lạ thiệt á. Có cái này em nghĩ rằng là cảnh báo là có đường không phải là đường thẳng mà đường hẹp, đường cong phía trước á. Cảnh báo có đường cong ở phía trước. Đây là một đáp án chưa chính xác. Rất tiếc. Bây giờ anh sẽ chia sẻ với tụi em luôn. Xin mời biển báo. Đây là biển báo đường đôi. Và bây giờ sẽ là lượt chơi tiếp theo. Xin mời Trương Hảo Nhi. Đường cấm. Đây là đường cấm. Đáp án. Đáp án. Chưa chính xác. Vậy luôn hả? Rất tự tin nhưng chưa may mắn. Mời em Lữ Vi. Cái này em cũng nghĩ cấm mà em không biết nó cấm cái gì nữa. Đúng. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Đáp án của chương trình là biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Có vẻ như là hơi đơn giản đúng không? Nhưng sự diễn giải của nó rất là nhiều. Và khi mà gặp cái biển báo này thì chúng ta phải biết được là nơi giao nhau với đường ưu tiên. Quý vị thân mến, khép lại lượt đầu tiên, số điểm của hai cô gái như sau. Trương Thảo Nhi có 3 điểm. Chúc mừng. Và bởi vì trong 10 bức hình và hai cô gái đều không trả lời được 3 bức, cho nên số điểm còn lại 4 điểm dành cho Lữ Vi. Và chắc chắn rồi, Trương Thảo Nhi, bạn sẽ phải cần một câu nói gì đó để cho đồng đội của mình phải quyết tâm hơn, chinh phục được nhiều đáp án đúng hơn trong lượt thứ hai. Anh cứ làm hết mình đi. Rồi, ok. Hết mình nha. Vi, sao anh muốn nói gì với Jason không? Bây giờ cũng đặt niềm tin vô Jason thôi. Ok. Không cần là có kinh nghiệm bản lĩnh rồi, em cứ yên tâm nhá. Rồi, xin mời, đổi lượt,
Yo. Quý vị thân mến, và bây giờ hai chàng trai đã vào vị trí của mình. Chắc chắn rồi, chúng tôi vẫn sẽ có 10 bức hình biển báo nha. Rồi, bây giờ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 10 biển báo, bắt đầu. Mời Quang. Biển báo là có ngõ cụt bên tay trái trong cái con đường đó. Biển báo có ngõ cụt bên tay trái trong cái con hẻm đó. Yeah. Và đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Dễ đúng không, Jason? Bạn cũng phải phân tích giống như vậy. Biển báo đường cụt bên tay trái. Tiếp tục, xin mời lượt chơi tiếp theo của Jason. Này có... Nó giống ngọn núi không? Biển báo gì? Em nghĩ là biển báo có có mấy cái dốc sườn ấy, đường biển báo đường nguy hiểm, em nghĩ thế. Biển báo đường nguy hiểm, đây là một đáp án chưa chính xác. Mời qua. Cái biển này sẽ xuất hiện ở trên những cái mà kiểu mà mình đi đường đèo hay là đường mà nó hình thành từ đường nhân tạo mà từ cái dốc núi á, thì đó cảnh báo núi sạt lở. Biển báo cảnh báo núi sạt lở, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo vách núi nguy hiểm ở bên phải. Thiếu một tí. Dạ, thiếu một chút xíu nhưng mà nó gần đúng. Mà cái phần đúng nhiều hơn tại vì nó là biển báo vách núi nguy hiểm luôn. Rất tiếng rồi, chạy sòi. Tiếp tục, mời Quang. Dạ, biển báo cấm xe ô tô đằng sau vượt mặt xe trước. Cấm xe ô tô đằng sau vượt mặt xe trước, đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Wow. Đơn giản là biển báo cấm vượt thôi. Đúng rồi, thuộc về Chai Son, xin mời. Mời em. Biển báo cảnh báo nguy hiểm có thể hỏng bánh xe. Biển báo nguy hiểm báo hiệu có thể hỏng bánh xe. Có thể nổ bánh xe là nguy hiểm, có thể đường nó có cái gì đấy làm cho nguy hiểm đến bánh xe. Biển báo gây nguy hiểm cho bánh xe của mình, đây là đáp án chưa chính xác. Mời qua. Cảnh báo đường có nguy hiểm sỏi đá văng trúng người đi bộ từ các xe đang lưu thông. Nó hơi dài ha. Đáp án là gì? Xin mời. Chính xác, chúc mừng. À, đó, biển báo sỏi đá bắn lên. Trời ơi, vậy thôi mà. Xin mời em. Quang. Biển báo báo hiệu là hạn chế góc hẹp bên phải. Và đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Ờ, đúng rồi, đúng rồi. Biển báo đường bị hẹp về phía phải. Tiếp tục, mời Jason. Biển báo có cảnh sát giao thông. Biển báo có cảnh sát giao thông, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Hên quá, được một điểm. Đây là biển báo trạm cảnh sát giao thông. Tiếp tục, xin mời Quang. Này hay nhìn thấy trên đường lắm nè. Vâng ạ, biển báo chỉ dẫn xe đi hoặc quẹo đúng làn đường quy định. Biển báo chỉ dẫn xe đi đúng làn đường quy định, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Biển báo hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường. Đó, hướng dẫn cho tất cả chúng ta có thể lái xe ở những cái khu vực có nhiều len đường hoàn toàn khác nhau. Tiếp nha, lượt chơi của Jason. Kia giống kiểu cái vỉa hè đúng không mọi người? Giống kiểu vỉa hè hay là có một cái gì đấy mà xe báo xe có thể dễ đi lên. Nó có chiếc xe hơi nghiêng ha. Báo có vỉa hè nguy hiểm, lề hoặc vỉa hè nguy hiểm. Biển báo có lề hoặc vỉa hè nguy hiểm, và đây là đáp án chính xác, chúc mừng. Hơi ngần ngại hả, Thế Sơn? Biển báo lề đường nguy hiểm và để báo hiệu cho xe của mình vào một cách an toàn nhất mà thôi. Dạ. Tiếp tục ạ, xin mời lượt chơi của Quang. Dạ, thì em suy nghĩ đơn giản thôi. Đây là biển báo cảnh báo là xe di chuyển dễ sát nhau sẽ dễ gây ra tai nạn giao thông. Đây là một đáp án chưa chính xác. Tiếp tục, mời Jason. Ba cái ô tô thì có thể là biển báo cấm biển báo nguy hiểm xe không được nhìn phía trước, ý là xe sau không được lấn sang để nhìn phía trước. Biển báo cấm xe đằng sau không được lấn lề nhìn về phía trước, đây là một đáp án chưa chính xác. Đáp án chính xác của chương trình là biển báo ùn tắc giao thông. Ý là báo cái khung đường đó nó hay bị kẹt xe. Rất là tiếc cho hai bạn chưa chính xác ha. Không sao. Tiếp tục nào, xin mời. Lượt chơi của Jason. Dễ. Dễ hả? Dễ. Cái từ từ cái này. À, biển báo nguy hiểm phía trước có hầm. Biển báo nguy hiểm phía trước có hầm, đây là một đáp án chính xác, chúc mừng. Thì chắc chắn rồi, đây là biển báo đường hầm. Và bây giờ
Chúng ta cùng nhau chờ đợi xem điểm số của hai chàng trai là như thế nào. Jason, bạn đã nhận được số điểm là 3 câu trả lời đúng, 3 điểm dành cho mình. Quang ơi, chắc chắn rồi, với niềm tin của đồng đội của mình, bạn đã trả lời rất nhiều câu chính xác, 6 điểm dành cho đội mình. Và có một câu thì hai bạn đều không trả lời được ha. Tổng số điểm hiện nay của hai đội chơi như sau. Đội Đúng Luật, Trương Thiếu Nhi có 3, bạn Quang có 6, điểm số là 9 điểm. Đội VSDT, V có 4, Jason có 3 và điểm số của các bạn là 7 điểm. Chúc mừng. Wow, hiện nay chênh lệch 2 điểm ha. Chúng ta sẽ phải quyết tâm nhiều hơn ở đội SVDT. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, đội của mình đội Đúng Luật cũng đúng được nhiều câu. Đừng vội mừng nhá, chúng ta vẫn sẽ còn rất là nhiều điểm số ở những vòng tiếp theo. Vòng 2 mang tên Hợp Sức. Chương trình Về Nhà Đi Anh đã quay trở lại với vòng 2 mang tên là Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 5 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Trương Thiếu Nhi, hiện nay thì em quan sát ở trên đường mọi người đang di chuyển giao thông như thế nào với cá nhân riêng của bản thân em? Có nhiều lúc là ví dụ như nhiều lúc chỗ khung đường nhà em á, là phải đi đúng cái lề cầu bên kia xong rồi tới một cái răng giữa xong mới được cua ngược lại. Thì có rất là nhiều anh chị là thay vì phải đi đúng một cái đường như vậy thì lại thích đi ngược bên này để có thể cua lên cầu nhanh hơn. Bởi vì người ta muốn tiết kiệm thời gian cho chính mình nhưng mà đôi khi phạm luật đúng không ạ? Dạ. Và dễ gây tai nạn giao thông ở trên đường. Giống như có cái câu gọi là nhanh một phút chậm cả đời. Đó. Dạ, hợp lý. Còn Jason, em thấy như thế nào? Hiện tại giao thông nhất là ở cái thành phố lớn ấy thì kiểu dân người ta lên nhiều hơn ấy, ở nhiều hơn thì mà đồng nghĩa việc nhiều người hơn thì sẽ có người đi đúng, có người đi sai. Dạ. Thì cái việc đó cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều tới tất cả mọi người. Và em cũng mong là mọi người sẽ có ý thức hơn trong cái việc mà đi đúng luật giao thông. Và chính xác hơn hết đó chính là hiện nay thì cái hiện trạng bị ùn tắc giao thông đang xảy ra ở tất cả một cái tuyến đường hoàn toàn khác nhau luôn. Khi mà chúng ta lưu thông thì cho nên mình phải bình tĩnh trước đã ha. Chứ nếu mà trong cái quá trình đó mà chúng ta càng bực mình nữa thì khi mà có một cái cú va chạm nhẹ thôi, mặc dù nó không có đáng là bao nhưng mà chúng ta vẫn sẽ xảy ra những cái cuộc cãi nhau và làm cho cái an toàn giao thông nó không còn hợp lý nữa. Và hy vọng rằng với 5 sa hình ở vòng thứ hai này sẽ biết đâu được gợi ý cho tất cả mọi người về những tình huống hoàn toàn khác nhau khi chúng ta lưu thông trên đường. Và đặc biệt phải biết được đâu là đúng luật giao thông. Và bây giờ hai đội chơi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng nhá. Sẵn sàng ạ. Và bây giờ sẽ là bức sa hình đầu tiên, xin mời. Và câu hỏi chính thức của chương trình là: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời Lữ Vi. Dạ, theo em là xe máy đi trước, xong rồi mới tới xe xe lam đi thẳng qua luôn, xong rồi xe máy, xe lam, xong rồi tới ô tô con được phép quẹo trái. Và tiếp tục là xe tải. Đúng rồi. Đáp án chưa chính xác. Không biết đội mình có câu trả lời không ạ? Xin mời. Mời em. Tụi em thống nhất với nhau như thế này: cái đường lớn này đang là đường ưu tiên, xe tải màu đỏ đô này là xe được đi đầu tiên, bởi vì đây là đường lớn. Và sau đó là sẽ đến chiếc xe máy sẽ được phép quẹo trái. Và bây giờ chỉ còn hai chiếc xe lam và chiếc xe màu vàng này. Khi mà mình quẹo trái mình phải luôn ưu tiên cho xe đang đi trục đường thẳng, nên vị trí xe ưu tiên thứ ba là chiếc xe lam và vị trí cuối cùng là chiếc xe ô tô vàng. Chị đồng ý không? Dạ, em theo anh. Và đây là đáp án chính xác. Chúc mừng. Hai điểm đầu tiên thuộc về đội Đúng Luật. Wow, có vẻ như là các bạn đã để ý tới những cái biển báo ở trên đường, cho nên là chúng ta đã có câu trả lời hoàn toàn chính xác. Và bây giờ sẽ là bức sa hình thứ hai. Thứ tự các xe đi như thế nào đúng quy tắc giao thông? Hết. Mời Quang. Theo em luật á, đó là xe cứu hỏa lúc nào cũng là được ưu tiên trước, sau đó sẽ tới xe cứu thương và cuối cùng là xe ô tô.
Vì sao bạn lại nghĩ như vậy? Từng thắc mắc này em cũng có tìm hiểu qua là xe cứu hỏa là sẽ thường thường khi mà cứu người á, thì số lượng người gặp nguy hiểm rất là nhiều. Còn xe cứu thương á, là số lượng người mà bị chỉ tầm 1 tới 2 người thì thường thường sẽ phải ưu tiên số lượng người bị tai nạn nhiều hơn. Nên thành ra xe cứu hỏa sẽ được ưu tiên trước. Hoặc còn được gọi là ưu tiên cấp cao dành cho xe cứu hỏa và xe ưu tiên dành cho xe cứu thương. Và cuối cùng là xe con. Đây là đoán chính xác. Chúc mừng. Rất hợp lý. Và hai điểm nữa thuộc về đội đúng lực. Jason, cố lên em ơi. Chậm tay, chậm tay. Son biết luôn. Son biết luôn mà nhấn chuông chậm thôi. Bởi vì đây là những xa hình rất là đơn giản. Và đây là bức hình thứ 3. Xin mời. Câu hỏi chính thức của chương trình như sau. Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này? Hết. Mời Trương Thảo Nhi và đội mình. Xe xanh biển sẽ là xe lượt ưu tiên cuối cùng. Tụi em có thể giải thích vì sao không? Tại vì hồi nãy em bị thua cái biển báo này nè. Biển giao nhau với đường ưu tiên. Nên thành ra rằng là em nghĩ rằng là xe màu xanh là sẽ là xe nằm ở vị trí cuối cùng. Xe màu xanh được gọi là xe khách. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Chúng ta sẽ có lời giải thích như sau. Xe con vì ở đường ưu tiên, xe tải vì ở đường không ưu tiên và rẽ phải, và xe khách vì ở đường không ưu tiên và rẽ trái. Do đó xe khách của chúng ta phải nhường đường đi cuối cùng. Một lần nữa đội đúng lực đã có thêm 2 điểm. Wow, có vẻ như là cuộc đua khá là cam go nhá. Bức hình thứ 4. Câu hỏi chính thức của chương trình như sau. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Jason, những xe có những mũi tên trên bức xa hình này, xe nào đang đi sai quy tắc giao thông? Là có 3 xe ạ, xe 2 xe bên trên kia và xe xanh bên dưới ạ. Xe tải, xe máy với lại xe khách đi sai. Đây là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Xe khách, xe tải và xe mô tô, bởi vì mỗi làn đường có vạch chỉ hướng phải đi trên làn đường đó và phải chạy theo tín hiệu đèn giao thông. Các xe vi phạm vì xe khách đang chạy ở làn đường rẽ trái và đèn xanh nhưng lại chạy thẳng. Xe tải phía trên đang chạy ở làn rẽ phải và đèn xanh nhưng lại rẽ trái. Xe mô tô đang chạy ở làn rẽ trái và đèn xanh nhưng lại rẽ phải. Riêng xe con đang chạy ở làn rẽ phải và đèn xanh, cho nên xe con rẽ phải là hợp lệ. Chúc mừng các bạn, các bạn đã có một cú lội ngược dòng ha, dành cho riêng đội mình thôi với 2 điểm ở trong vòng này. Tiếp tục bước xa hình cuối cùng, xin mời. Câu hỏi chính thức của chương trình như sau. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Xin mời. Hết. Mời Jason. Đầu tiên là xe máy ạ. Không cua qua bùng binh, cho nên là xe máy sẽ đi trước. Thứ nhất là mô tô, thứ hai là xe tải. Thứ ba là xe khách kia, đúng không? Xe khách bắt đầu ôm bùng binh, đúng xe rồi. Khách lúc đó mới bắt đầu ôm bùng binh đi sang bên này, đi sang bên kia, đúng, đúng không? Rồi đi qua bên cái làn ô tô con, xong rồi mới tới ô tô con là bắt đầu cua cái cuối qua cùng bên này, đúng rồi, qua bên này. Và đáp án cuối cùng là thứ nhất là xe máy xe máy, thứ hai xe tải, thứ ba xe khách, và xe khách thứ tư ô tô con. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Trên bức hình, nếu như tất cả quý vị cũng nhìn thấy, đó chính là mặc dù là vòng xuyến nhưng các xe đều chưa tham gia giao thông vào vòng xuyến, cho nên phải nhường đường cho xe bên phải trước. Nếu đã tham gia giao thông vào vòng xuyến thì mới phải nhường đường cho xe bên trái. Và thứ tự như sau. Xe mô tô vì đường bên phải xe đang trống. Thứ hai là xe tải vì đường bên phải xe trống ở phía trước, đó chính là do xe mô tô đã chạy trước đó rồi. Thứ ba đó chính là xe khách vì đường ở bên phải xe trống sau do xe tải chạy. Và cuối cùng là xe con vì đường ở bên phải xe trống cuối cùng do xe khách chạy. Quý vị thân mến, điểm số hiện nay của vòng thi thứ 2 đã kết thúc như sau. Đội của VSDT, các bạn đúng được 2 bức hình, các bạn có 4 điểm nữa, chúc mừng. Vẫn được 2 điểm. Và đội đúng lượt, các bạn có 3 câu trả lời chính xác, 6 điểm nữa cho đội của mình. Kết thúc vòng 2, tổng số điểm của 2 đội chơi như sau. Đội đúng lượt đang có 15 điểm. Và đội SVDT đang có 11 điểm. Chúc mừng. Wow. Hiện nay điểm số
của đội Jason cùng với bạn Vi đang thấp hơn đội của Trương Thảo Nhi và bạn Quang. Thế các bạn phải cố gắng lên, bởi vì sau khi chúng ta kết thúc vòng 3 thì đội nào có điểm số cao hơn sẽ có cơ hội bước vào vòng 4. Và đội còn lại chắc chắn sẽ phải tạm dừng cuộc chơi. Okay nha. Các bạn quyết tâm lên nhé. Và bây giờ vòng thứ 3 của chúng ta mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Xin mời. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với Về Nhà Đi Ăn. Và Minh Xù phải công bố với mọi người, đây là vòng thi thứ 3 được mang tên là Trò Chơi Vận Động. Luật chơi vòng 3, Vượt Chướng Ngại Vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Và trò chơi này thì cần thể lực. Cái gánh nặng này thuộc về những chàng trai, bởi vì là sẽ làm sao giúp cho những cô gái cảm thấy thuận lợi hơn ở trong trò chơi này. Bởi vì đây là vòng thi cần có sự phối hợp của hai người, cho nên là chúng ta sẽ thi từng đội nha. Và luật chơi rất đơn giản như sau. Hai thành viên mỗi người sẽ đứng ở trên chiếc trụ của chương trình ở đây. Giống như đôi đũa, chúng ta sẽ gấp những trái dưa hấu. Sau khi thành viên đầu tiên giữ được thăng bằng và di chuyển quả dưa hấu về giữa, thành viên thứ hai tương tự sẽ dùng lực tay của mình cầm hai cái cây này gấp quả dưa hấu từ bên thành viên còn lại của mình nha. Các bạn sẽ phải gấp làm sao giữ được thăng bằng. Sau khi các bạn trao được quả banh này rồi thì thành viên cuối cùng sẽ di chuyển quả banh nhẹ nhàng thôi. Nếu như nó tưng ra bên ngoài, chúng ta vẫn không tính nhá. Nhẹ nhàng để xuống thôi, trái banh còn lại trong vòng. Luật chơi thì rất là đơn giản như vậy thôi. Vòng này nếu như đội nào chiến thắng sẽ có 10 điểm, đội còn lại sẽ không có điểm nào cả. Cho nên có thể là một cú lội ngược dòng đến từ đội của Jason, hoặc là thừa thắng mình xông lên luôn, thắng coi như là thuyết phục ha. Trương Thảo Nhi, cố lên. Quán Tu Si có đội nào thi trước ạ? Chuẩn bị 1, 2, 3. Rồi, đội thắng được quyền quyết định. Các bạn muốn thi trước hay thi sau? Thi sau. Thi sau, xin mời đội đúng lượt thi trước. Quý vị thân mến, mỗi lượt chúng ta sẽ có 1 phút 30 giây mà thôi, để xem đội nào có nhiều banh về trong vòng nhiều hơn nhé. Và bây giờ, sẵn sàng 1 phút 30 giây, bắt đầu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhẹ nhàng thôi Nhi. Chắc tay. Đó, trời ơi. Trò chơi sinh ra để dành cho đội này hay gì á. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta sẽ chơi thật là nhanh, cứ nhẹ nhàng. Rồi xong. Ủa, thấy không? Không được tính hả? Không được tính. Phạm Quy luôn, tiếp tục. Cái này nó giống như khi mà chúng ta đi an toàn giao thông ở trên đường cũng vậy. Bình tĩnh, từ tốn, đừng có quá vội vàng. Đi thì từ từ, nhẹ nhàng về đúng nơi. Đúng rồi, chúc mừng hai của bạn rồi. Các bạn được quyền đứng ngồi làm gì cũng được, miễn sao không mới vừa nói xong. Chúng ta còn lại 38 giây. Cố lên nào, bình tĩnh thôi bạn. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, giữ chắc lại. Rồi, cho Nhi lấy trước đã. Ok, 23 giây. 4 quả banh rồi. Mỗi một mỗi bằng hơn. Mỗi không Nhi? Mỗi nó sẽ kiểu... Giống như em đi giặt đồ bên suối vậy. Cầm đi. Giặt đồ. 10 giây. Trò gấp được nhiều. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Những giây cuối cùng, đội đúng luật đang có 2, 4, 6 và 7 quả banh. Để xem đội của Jason có thắng hay không với việc là mang về nhiều hơn số 7 quả banh về đích. Và bây giờ thời gian 1 phút 30 giây dành cho đội SVDT bắt đầu. Cẩn thận. Lên. Đúng rồi. Từ từ, bình tĩnh. Để nhẹ thôi. Đúng rồi. Nếu dài quá thì mình cầm sát lại. Đúng rồi.
Mới 2 quả banh thôi, không sao cả. Hay trời ơi, hai đứa có tình cảm mà nó nhẹ nhàng trao cho nhau những quả dưa mọng nước. Hay thế. Đó, rồi cứ thế mà Mai An Son đã đưa quả dưa này dành cho Tường Vi về với vị trí an toàn trong chiếc vòng này. 5 quả rồi, còn lại 40 giây lận. Trời ơi, dễ quá đi. Sao dễ thế? Bây giờ phải được 7 trái an toàn cơ đã. Rồi muốn hơn cái gì hơn? Đây là số 7 an toàn. Nhìn như vậy là thấy nhiều hơn rồi đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vẫn phải đếm. Đây là step banh phạm quy. 2, 4, 6, 8 và 10 quả banh. Wow. Nhỏ con nhưng mà có vỏ hả? Thực sự phải nói đúng nghĩa là các bạn đã có một cú lội ngược dòng rất là ngoạn mục ở vòng thứ 3 này. Điểm số các bạn mang về là 10, chắc chắn chiến thắng so với đội mình là 7 đúng không ạ? Và 10 điểm nữa dành cho đội của SVDT. Đồng nghĩa với việc đội chơi sẽ bước vào vòng thi đấu cuối cùng mang tên Về Nhà Đi Anh, đó chính là SVDT. Còn đội nhà mình tiếc quá nhờ. Nãy mình quảnh tù xì mà mình thắng một cái là mình chơi sao mình có kinh nghiệm hơn rồi, đúng không? Các bạn muốn nói gì không với chương trình Về Nhà Đi Anh? Thông qua chương trình Về Nhà Đi Anh thì bản thân em đã có thêm rất là nhiều kiến thức cũng như là về cái kinh nghiệm mà khi mà mình tham gia giao thông trên đường. Thì mặc dù là đúng luật có dừng lại đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng cầu chúc cho đội đi tiếp có thể chiến thắng được giải thưởng cao nhất 50 triệu đồng nha. Thực sự là hai chị hiểu rất nhiều luật hơn em rất nhiều và em may mắn thôi. Dạ, yeah, chính xác là như vậy. Chúng ta sẽ đôi khi cũng cần có sự may mắn ở trong đó nữa. Mình cũng thấy là hai vòng đầu tiên các bạn chơi rất là hay và rất là giỏi luôn. Còn Nhi thì em thấy sao với cái vòng thi vận động ở vòng 3 này? Lần sau em phải mang giày, em không mang giày cao gót nữa. Mang giày thể thao chơi cho nó dễ đúng không? Nhưng mà em nghĩ rằng là ngày hôm nay là một cái buổi quay hình rất là thú vị. Và em cảm thấy là sau cái buổi quay hình ngày hôm nay thì chắc là ra đường là em sẽ để cho người khác chở chứ không lái nữa. Bởi vì là mình cũng không có được cẩn thận lắm đúng không? Thôi để an cho toàn nên mình cho phải người an khác. Toàn, đúng. Chúng ta có rất là nhiều cách để an toàn với chính bản thân mình và tất cả mọi người xung quanh. Giống như là cái trò chơi này anh thấy cũng hay. Có nghĩa là từng thành viên ở trong đội giống như là mình đang đi chung một chiếc xe vậy đó. Thành viên thứ nhất phải đảm bảo an toàn cho cái trái banh này giống như là cho cái tay lái của mình. Thành viên ngồi phía sau cũng đừng có đung đưa qua lại. Phải thật sự là bình tĩnh và cùng với nhau mang chiến lợi phẩm về đích. Và giống như cái việc là chúng ta khi di chuyển an toàn giao thông trên đường, nhớ bình tĩnh, chậm mà chắc quý vị nhé. Và ngày hôm nay chắc chắn là đội chơi sẽ bước vào vòng cuối cùng. Đó chính là đội SVDT. Quay trở lại với Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng cuối cùng mang cái tên rất là quen thuộc, Về Nhà Đi Anh. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Anh. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời. Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Và chắc chắn rồi, đội chơi SVDT chúng ta sẽ có cơ hội trải qua những câu hỏi của chương trình. Họ có thể về nhà với số tiền thưởng là 50 triệu đồng. Đây là số tiền thưởng cao nhất của chương trình. Nhưng đâu có dễ, các bạn sẽ phải bốc
thăm để lựa chọn gói câu hỏi cho riêng mình. Chúng ta sẽ có những câu hỏi trắc nghiệm và những câu hỏi tự luận để xem các bạn ấy sẽ bốc thăm gói câu hỏi nào nhé. Ai là người lên đây bốc thăm ạ? Cả hai bọn em cùng lên. Ừ, tiến lên. Rồi bây giờ mời các bạn bốc một lá thăm thôi. Thôi nhường cho Vi bốc. Thì em cũng sẽ thành thích tự luận thôi. Đây là những câu hỏi trắc nghiệm. Rồi, chúc mừng các bạn nha. Quý vị thân mến, đội chơi của chúng ta sẽ đến ngay với 10 câu hỏi. Đây là gói câu hỏi trắc nghiệm 50 triệu lần đó, cố lên. Và bây giờ, câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? A. 600 tới 800 ngàn đồng. B. 800 tới 1 triệu đồng. A. A là một đáp án chưa chính xác. Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường thì người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự sẽ bị phạt bao nhiêu tiền? A. Từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. B. Từ 2 triệu đến 3 triệu đồng. A. Chính xác. Câu hỏi số 3 như sau. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào dưới đây? A. Trên cầu hẹp có một làn xe. B. Trên đường bộ giao nhau không cùng mức với đường sắt. A hay B? À. Chính xác, chúc mừng. Tại nơi đường giao nhau, người lái xe đang đi trên đường không ưu tiên phải xử lý như thế nào là đúng quy tắc giao thông? A. Giảm tốc độ qua đường giao nhau để đi trước xe đi trên đường ưu tiên. B. Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên từ bất kỳ hướng nào tới. B. Chính xác. Trên đường cao tốc, người lái xe xử lý như thế nào khi đã đi qua lối ra của đường định rẽ? A. Lùi xe sát lề đường bên phải và rẽ khỏi đường cao tốc. B. Tiếp tục chạy đến lối ra tiếp theo. B. 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 Chính xác. Người lái xe không được vượt xe khác ở khu vực nào dưới đây? A. Không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt. B. Trên đoạn đường vòng. A. Chưa chính xác. Bên trái đường một chiều, người lái xe hết thời gian. Và các bạn đã trả lời được câu hỏi kia. Khá khá một vài câu đúng. Và cột mốc tiền thưởng các bạn đang dừng lại đó chính là 10 triệu đồng. Chúc mừng. Phải nói là 10 triệu cũng là một con số cũng khá là cao. Chắc là mời các bạn ra giữa sân khấu nhé. Không biết cảm xúc của các bạn như thế nào khi vòng cuối cùng này mình đã có 10 triệu đồng ra về? Em nửa tiếc, nửa mừng. Tiếc bởi vì thời gian hơi hạn chế nên lại trả lời được ít. Yeah. Mừng vì dù sao cũng được trả lời được chắc 3 câu, 4 câu đúng không? Chính xác. Thì cũng vì sao? Em thì cũng giống như bạn, cũng hơi tiếc tại vì muốn chơi hơn nữa để có nhiều kiến thức hơn nữa. Mình cũng học được nhưng mà chưa có đủ. Em còn nhớ điều gì không từ đầu chương trình? Em vẫn còn nợ lại chương trình cái câu đối đó. Phải đối chứ, bây giờ đợi nè. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Đèn nào cũng vậy, tuân thủ thì vẫn hơn. Đèn nào cũng vậy, tuân thủ. Ủa, đâu được, đèn nào sao cũng vậy được. Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Đi cho đúng luật, an toàn bản thân. Hay quá. Ok, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì đội chơi cuối cùng của chúng ta đã có số tiền thưởng là 10 triệu đồng ra về với chương trình Về Nhà Đi Anh. Đây là một niềm vui và vui hơn nữa là các bạn ấy đã chia sẻ cùng với chương trình rất là nhiều những cái kiến thức, kỹ năng riêng của bản thân. Và đặc biệt là chúng tôi cũng có cơ hội mở ra được những tình huống hấp dẫn trong chương trình này để quý vị có thể rút được nhiều kinh nghiệm cho việc an toàn giao thông của mình. Không biết là trước khi chia tay đến với chương trình thì tụi em muốn nói điều gì với tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay không? Thì ngày hôm nay thì bọn em tới chương trình Về Nhà Đi Anh thì thực sự rất là vui và em lần đầu tiên em tham gia một chương trình về những cái luật lệ thì em cảm thấy là mình học được rất nhiều điều và em chỉ mong rằng mọi người nhớ một câu, đó là câu tính mạng con người trên hết. Mọi người khi tham gia giao thông thì luôn nên nhớ câu này. Vâng, cảm ơn Jason. Còn Vi muốn nói điều gì trước khi chia tay nè? Em muốn
nhắc nhở mọi người là đi ra ngoài đường thì bây giờ nhiều người nhiều xe nữa, cho nên là mỗi người mình nhường nhau một tí xíu thì nó sẽ đỡ gây ra va chạm hơn. Cảm ơn em, và anh chỉ mong sao là những lời nói của chính chúng ta trong cái chương trình này sẽ được lan tỏa nhiều hơn, và đặc biệt là bản thân mình phải an toàn giao thông trước đã ha, đồng ý không? Và bây giờ sẽ là món quà của hai bạn trẻ, đó chính là số tiền thưởng 10 triệu đồng. Và chắc chắn đây là số tiền thưởng của các bạn sẽ được mang về. 10 triệu đồng sẽ được chúc mừng. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại chương trình Về Nhà Đi Ăn tuần này ở đây. Đừng quên mở TV vào lúc 21 giờ 15 phút ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 quý vị nhé. Chương trình Về Nhà Đi Ăn do Đài Truyền hình Phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Sô xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.